Chúng ta chỉ còn một thí sinh nữ duy nhất. Và bây giờ xin mời Minh Trang. Trước đây khi mà còn ở nhà ấy thì em ăn uống nó không đúng giờ giấc, đặc biệt là trông các con ở nhà thì cho các con ăn xong thì còn thừa bao nhiêu thì mẹ lại ăn nốt. Và sau khi vào trong này thì em được ăn theo một cái chế độ dinh dưỡng rất là hợp lý của bác sĩ. Đầu tiên là em cảm thấy là rất là đói, khủng hoảng tinh thần. Nghĩa là mình không được ăn, mình cảm thấy rất là stress. Ngồi trên xe taxi thấy ở ngoài đường có rất nhiều các hàng quán ăn, rất là thèm, rất là khó khăn để có thể vượt qua cái cơn thèm ăn nó dữ dội ở trong mình, như thế nó giằng xé con người mình. Ở nhà chỉ có chăm con và đi lại thôi, nhưng vào đây em phải tập thể hình, tập rất nhiều các động tác, đau giãn hết cơ đùi, tay chân mỏi, rất là đau lưng. Anh Hiền bắt em là tập liên tục thì phải làm đi làm lại rất nhiều lần, bởi vì em là một người chưa hề học qua nhảy múa. Anh bắt em tập đến nỗi mà em muốn bỏ cuộc. Ở những cái lúc tập mà quá mệt mỏi thì em cảm thấy rất là nhớ gia đình, rất là nhớ chồng và các con ở nhà. Và bây giờ sẽ là những lời nhận xét từ vị giám khảo đầu tiên, Xuân Thị Trần, xin mời anh. Shake it off, lắc đúng không? Lắc hết luôn đi. Đây là cái bài anh thích nhất trong đêm hôm nay. Biết tại sao không? Tại đây là thực sự một cái bài thi, một cái bài nhảy. Cái bài này chỉ là chính em, động tác của em, bản thân của em, cái lắc của em, cái... Hai cô gái đẹp, một cô gái rất là xinh đẹp và một cô gái nhìn rất là thú vị. Thực sự Hiền, em giúp bạn Trang trong cái bài này rất tốt. Và biên đạo Hoàng Minh cũng xếp một cái ý tưởng rất là thú vị. Hai bạn cheerleader điên và cái động tác crump của em đó rất là đường phố và cái dễ thương và... tuyệt vời, chị muốn nói như vậy. Cảm ơn anh, cảm ơn Trang. Không biết nói gì nữa. Anh Hà Linh ạ. Trước khi nói về bài nhảy, tôi nói về cái clip của bạn. Tôi thấy bạn nghẹn ngào khi bạn nhớ con bạn. Nhưng mà cái nghẹn ngào hơn bạn lại dành cho chồng bạn. Em rất là cảm thấy nhớ chồng em và nhớ con em. Và hy vọng lần này nếu mà bạn được vào vòng trong nữa, khi bạn trở về lại gặp chồng bạn, Linh muốn là chồng bạn sẽ ngỡ ngàng vì cái body của vợ mình.
Còn về cái bài nhảy hôm nay thì thật sự ra là hồi nãy tụi tôi muốn thót tim khi mà bạn giơ giơ cái tay lên, tụi tôi muốn bạn chống tay bạn lộn qua luôn á. Tôi Hưng với lại Huy hết hồn. Cái trời, cái vụ gì đây? Cái đấy là lừa đảo. Vừa ấy xong lại nằm xuống lăn quá. Tôi lại thở cái phào chứ. Còn về sự kết hợp thì từ nhạc cho tới nhịp nhàng thì các bạn vô khuôn vô phách rất là đúng. Kể cả khi bạn hô hấp nhân tạo cho Hiền cái đoạn đó, tôi thích. Xin mời anh Đạt với Hưng ạ. Cái bài này nó vui, tinh tế. Một cô gái ốm, xấu xí, một phiên bản lỗi như thế kia, lại cố tình phơi bày những cái mở bụng của bạn mình bằng cách là chọc phá như vậy đó, thì mới bị bạn gái của mình mới tấn công và đè bẹp như vậy đó, để cho đáng đời cái người mà đem bêu xấu người khác như vậy. Cách tụi em làm rất là thuyết phục và dễ hiểu. Trang phục cũng hoàn toàn hợp lý với cái màu sắc của dòng nhạc này. Tôi chỉ cho điểm nữa thôi. Xin cảm ơn anh. Hai bạn hãy cùng bước lên chiếc cân. Số cân cũ của bạn là 78,8 cân và số cân mới là 78,1 cân. Bạn giảm được 0,7 cân, tương đương 0,9%. Như vậy, Minh Trang của chúng ta có chỉ số giảm cân thấp nhất trong 12 thí sinh. Không có gì buồn hết, bởi vì biết đâu giám khảo mỗi người cho bạn 10 điểm thì sao?